Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta ngày hôm nay chúng ta cùng tiếp tục về các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt. Và chúng ta đã học về chữ cái A, B, C, E và E. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn một chữ cái, đó là chữ O và dấu hỏi. Thêm một dấu thanh nữa, đó là ngoài dấu thanh huyền và thanh sắc, chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ làm quen về một dấu thanh, đó là thanh hỏi, chữ O và thanh hỏi. Các bạn hãy cùng đọc theo mình nhé. O, 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 hỏi, hỏi, O, hỏi. Tiếp tục. Đơn đầu tiên các bạn chúng mình sẽ cần tìm hiểu, đó là phần 1 nhận biết. Các bạn hãy quan sát vào bức tranh. Ở đây là chúng ta có đàn bò gặm cỏ, có 4 tiếng đàn bò gặm cỏ. Các bạn hãy quan sát vào các tiếng này và chúng ta nhận biết ở đây trong các tiếng này có chứa chữ cái O. Ví dụ chúng ta nhìn thấy ở đây đàn bò thì ở trong tiếng bò có chữ cái O, gặm cỏ trong tiếng cỏ có chữ cái O và dấu thanh hỏi. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần 2, đó là phần đọc. Các bạn hãy cùng đọc theo mình nhé. O, O, bờ, O, bờ O huyền bò, bờ O huyền bò. Cờ, cờ, O, O, cờ, cô, cờ, O hỏi cỏ, cờ, O hỏi cỏ. Chúng ta có bò, 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 cò, có, cỏ. Các bạn hãy đọc lại theo mình nhé. Bò, bờ O huyền bò, bờ O sắc ọ bò, bờ O hỏi bò, cờ O co huyền cò, cờ O sắc cò, cờ O hỏi cò. Tiếp theo, đây là con bò. Bò, bò, đây là con cò, 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 đây là cây cỏ, cỏ, cỏ. Và tiếp theo, chúng ta sẽ vào phần 3, đó là phần viết chữ O, chữ tiếng bò và tiếng cỏ. Đầu tiên chúng ta có chữ O, chúng ta sẽ viết O tròn như thế này. Tiếp theo, bò là chữ bờ và chữ cái O thêm dấu huyền, chúng ta được chữ tiếng bò. Cỏ, chúng ta có chữ cờ kết hợp với chữ cái O và dấu thanh hỏi, chúng ta được chữ cỏ. Và tương tự như vậy, chúng ta sẽ viết một lần nữa. O, bò, cỏ. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã viết xong chữ cái O, bò và cỏ. Sau khi kết thúc bài học thì nhiệm vụ của các bạn chính là thực hiện mỗi chữ cái này 5 lần vào vở của mình. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.